Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay phao cơ bồn nước cho bồn inox. Cái chiếc phao này nó đã bị hư rồi. Đây là ta cần phải thay thế. Thấy không? Nước nó đầy mà nó vẫn có dỉ vào, mà ta cần phải thay thế cái loại phao cơ này. Đó, các bạn để ý nhá. Đây là lắp cho cái trái banh nó thẳng đứng lên, là khi mà gạt ra như này là trái banh sẽ ngắt lại. Đó. Và bây giờ chúng ta tiến hành thay phao mới. Phao mới. Để chuẩn bị thay phao. Ta cần một chiếc phao cơ mới nè. Băng keo lụa. Kìm mỏ quạ. Kìm mũi nhọn. Một cái đèn ngoài và một cái kéo cắt. Đó. Kéo. Đây là phao 27. Thường thường là người ta sử dụng cho bồn nước dân dụng là phao cơ 27 là sử dụng nhiều nhất hiện nay nha các bạn. Còn nếu như cái chỗ nào to thì mình có thể sử dụng cái loại phao to hơn. Nhưng mà thường thường thì sử dụng cái loại phao 27 này là phổ thông rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái loại phao này. Mình thay cho các bạn xem. Đó, để tiến hành ta cần vô hiệu hóa nguồn nước, không cho nước chảy vào bồn. Vô hiệu hóa đường nước, bắt đầu ta lấy kìm cắt ra. Bắt đầu xoáy. Đó. Ta bắt đầu lấy kìm xoáy này lại. Xoáy cho nhìn thấy kỹ nha. Để xoáy cái này ra. Nguyên nhân cái phao này bị hư là do lâu ngày nó bị đóng mở nhiều quá, nó bị hư cái ti cao su ở trong này. Cho nên là lúc mà bong bóng đẩy lên này nó không khí nó sẽ gây đỉ nước. Nên là ta cần thay thế nó đi. Đi từ từ thôi. Đó, bắt đầu xoáy cái này ra. Đấy, con này điện thoại ra. Lên vị trí cũ. Đấy. Trước khi ấy ta có cân chỉnh của các bạn. Con lắp này này. Để mở ra. Khi mà nó đóng mở này. Các bạn nhìn nhé. Xa xuống.
kìm. Xin chặt cái này vô. Rồi các bạn thấy chưa? Đó nha. Thì con ốc ở đây là chỉ con ốc này. Xoay con ốc ra. Đó. Đây là hệ thống đường nước vô của bồn inox thẳng đứng. Đó. Đây là đường nước cấp. Đó. Các bạn để ý những chỗ này này, mình cần phải siết chặt cái chỗ. Ta bắt đầu mở nước. Đó. Để đã thử. Ta bắt đầu thử nước xem sao cơ có tốt hay không. Ta lấy tay cho thanh nhất thử của anh lên nè. Đó. Các bạn không? Nếu mà tay mình nhấc lên không có một giọt nước tỉ vào là ok nha. Còn nếu mà vẫn có giọt nước tỉ vào, ta cần phải tiến hành kiếm loại phao tốt hơn để sử dụng, để tránh việc tràn ra lại cái nước. Đó. Được chưa? Thế mình nhận lắp đặt sửa chữa thay các loại phao bồn nước. Nhưng các bạn có nhu cầu liên hệ số điện thoại
của bên mình là 0935 866 955. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.